Vâng, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay Trần Thắng xin được mời quý khán giả theo dõi phần bộ luận tin tức với Trần Thắng và luật sư Anh Tuấn. Hôm nay thì luật sư đội phủ bận công việc nên đã không đến với SBTN. Xin chào luật sư Anh Tuấn. Vâng, kính chào quý khán giả đài SBTN và chào anh Trần Thắng. Dạ vâng. Kính thưa quý khán giả, thì trong tuần lễ vừa qua thì cái tin liên quan đến cái giàn khoan 981 phải nói là một trong những tin nóng hàng đầu. Tuy nhiên có lẽ báo chí Việt Nam ở trong nước thì bây giờ cũng đã bắt đầu từ từ, nghĩa là được lệnh hay sao đó, thì cái cung cách nói của họ càng ngày nó càng giảm cường độ nhiều hơn rất là nhiều, chứ không phải như trước kia. Chúng ta cũng biết bây giờ thì cho tới ngày hôm nay đó, thì về phía Cộng sản Việt Nam thì những cái thông điệp họ đưa ra từ ông Phùng Quang Thanh là Bộ trưởng Quốc phòng cho Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, Bộ Quốc phòng là ông Nguyễn Chí Vịnh cho đến tất cả những bộ công an, thì chúng ta thấy rõ ràng là đây là một cái cuộc nghe là đầu hàng một cách vô điều kiện trước, nghe là Trần Thắng dùng danh từ là ông cha ghẻ Trung Cộng trong trường hợp này đã kéo giàn khoan vào và khai thác cái vấn đề dầu hỏa ngay bên trong thềm lục địa của Việt Nam. Thì chúng ta thấy rằng cái tình hình Biển Đông, chúng ta thấy qua đó sự kiện, chúng ta thấy rằng là ngay cả đến con số để chúng ta nói chơi mà nó cũng căn cứ đến sự thật, là trong cái chuyện mà đòi yêu cầu phía Trung Quốc mà rút giàn khoan ra khỏi gọi là vùng biển Việt Nam. Dạ vâng. Thì ông Phạm Bình Minh là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gần như là có thể nói là theo thống kê là đã 20 lần lên tiếng bên Trung Cộng hay là chưa có nhúc nhích, tức là cái lời nói nó không có xi nhê gì cả. Dạ. Lý do tại sao? Tại chúng thấy ở tình hình như anh Tường Thắng vừa đưa cái chuyện mà trống đánh xuôi kèn thuận ngược, tức là sao? Bên một phía rằng anh muốn khẳng định phía Hoa Kỳ, Việt Nam cũng mong muốn Hoa Kỳ có những cái khẳng định, những cái cam kết tại Biển Đông. Yeah. Nhưng mà anh luôn luôn cho một cái mix signal. Tức là trong cái cuộc họp ở San Francisco, chúng ta thấy là một cái tướng, vị tướng đại diện một quốc gia mà có những lời tuyên bố đó, tức là yếu ớt và hèn mặt, hơn như là đầu hàng. Yeah. Rồi có những ông Nguyễn Chí Vịnh hoặc những cái thành phần mà chủ chốt lại có những tuyên bố là chúng tôi không có liên minh với ai hết. Yeah. Thì không khác nào khi anh muốn tỏ thiện chí cần cầu viện tới những nước như là bạn bè hoặc là những nước cùng chí hướng để mà đánh lùi đến Trung Quốc. Vâng. Mà anh đưa những cái tín hiệu mà có tính cách tiêu cực như vậy thì ai dám chơi với anh? Yeah, thì vâng. Việt Nam trong cái hoàn cảnh như chúng ta thấy đó vẫn chưa thực sự có những cái biểu hiện gì có thể nói là nếu mà tôi đi chọn bạn tôi chơi, vâng, hoặc tôi đi mua bán làm ăn với ai. Yeah. Thì Việt Nam chưa hành xử đúng để cho tạo cái niềm tin nơi người đối tác. Dạ, cái đó anh nêu rất là đúng, thưa anh Tuấn. Thì cái vấn đề đặt ra ở đây đó là phía bên Cộng sản Việt Nam là rất mong muốn trở thành một đồng minh chiến lược với Hoa Kỳ. Cái điều mong muốn của phía Cộng sản Việt Nam có lẽ là đã từ cách mấy năm về trước, như ông John McCain và cũng như ông một số ông thượng nghị sĩ như ông John McCain lúc bây giờ đã cách vài năm đã đến Việt Nam cùng với ông Joe Lieberman, đã nói thẳng rất rõ là nếu anh muốn trở thành một đồng minh chiến lược thì anh phải tôn trọng vấn đề nhân quyền, rất là đơn giản, và anh phải dân chủ hóa, vậy thôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng từ đó đến giờ phía bên Cộng sản Việt Nam họ hoàn toàn không có thực hiện cái điều đó. Trong khi đó những đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ bây giờ đã được nâng cấp lên, chẳng hạn như vấn đề Philippines, chẳng hạn như bên Úc Châu, vấn đề của cả Nhật Bản và Nam Hàn, tất cả họ đã liên minh với Hoa Kỳ ở về mặt chiến lược, và cả Mã Lai, để chỉ để ngăn chặn cái sự lớn mạnh của anh Trung Cộng. Chúng ta biết anh Trung Cộng trong cái năm tài khoản năm 2014, Trung Cộng đã bỏ ra 120 tỷ Mỹ Kim để mà cho cái ngân sách quốc phòng. Rất là lớn. Đây là con số rất là lớn, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cho tới bây giờ là 480 tỷ Mỹ Kim, là con số tương đối là lớn nhất trên toàn thế giới. Nhưng mà với 120 tỷ Mỹ Kim, thử hỏi thì phía bên Cộng sản Việt Nam mà đó làm là chưa sao? Có một trận chiến xảy ra thực sự. Tại Hoa Kỳ dù sao cũng có những cam kết bảo vệ an ninh trên thế giới và có những sự đóng quân rải khắp trên thế giới và những chiến trường lớn như Afghanistan, Iraq, thì con số tương đối là lớn, nhưng mà Trung Cộng nước là hiện giờ chỉ mới đi gây hứng, chỉ chưa vào cuộc chiến nào thực sự đã có số như vậy, thực sự là quá lớn. Là rất là lớn, 120 tỷ Mỹ Kim, trong khi đó về phía Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy cái ngân sách quốc phòng là bao nhiêu, không thể so sánh được với anh Trung Cộng. Chính vì vậy đó là phía bên Cộng sản Việt Nam bây giờ chỉ còn có một con đường duy nhất đó là phải có đồng minh chiến lược. Mà cái vấn đề khó khăn của Cộng sản Việt Nam là cái vấn đề ý hệ. Cái ý hệ của Cộng sản Việt Nam đặt cái vấn đề bạn bè là dựa trên cái ý hệ, chứ không phải dựa trên quyền lợi của quốc dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam cũng như tổ quốc. Chính vì vậy chúng ta thấy ngay cả cái danh từ mà kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thật sự nó cũng bê từ ở bên Trung Cộng bê về đó chứ. Thực chứ đâu phải mấy ảnh chế ra cái đó thực đâu. Thực sự cái sự kiện giàn khoan này nó cũng có cái tính tích cực trong đó. Từ đó chúng ta thấy được cái bản mặt của lẽ nhưng bản mặt của Cộng sản Việt Nam mà chúng ta ở đây đã nghe nhiều, nhưng mà đây là thực sự
trong nước có cơ hội nhìn ra sự thật. Yeah. Và chính họ những bắt đầu thú nhận những chuyện mà có thể trước đây tôi không nghĩ là họ có thể đâu nào bao giờ dám đưa những công hàm như Phạm Văn Đồng ra vân vân. Yeah. Chúng thấy được cái mặt họ. Thì từ cái sự kiện chúng thấy rằng là nó phần nào để thấy được cái bộ mặt thật của Việt Nam, và từ đó có nhiều người đã kêu gọi rằng là không phải vì vấn đề sự kiện giàn quan xâm lấn của Trung Cộng lần này mà đưa đến đường ý định là hoặc những cái tương lai là cái thoát Trung, tức là thoát khỏi cái sự kiềm hãm Trung Cộng đó. Yeah, vâng. Không phải như vậy, thực sự tôi nghĩ đây là một cái căn bệnh ung thư cần phải chữa tận gốc. Yeah. Tức là nhiều người đã nói đến là không phải thoát Trung nữa mà phải thoát Cộng, tức là phải họ phải thay đổi. Chứ với tình trạng thế này nó không có đi tới đâu hết. Một sự kiện, đây là sự kiện giàn khoan, mai mốt là một sự kiện khác nữa. Yeah, vâng. Tiếp tục và cái tình hình như vậy nó không đi đến đâu cả. Yeah, vâng. Và chúng ta vẫn có thế, hồi nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn tồn tại thì nó một sự cản trở vô cùng. Yeah, vâng. Và thành ra đây là có thể nói là cái chuyện nhiều người đã nói đến là thoát Cộng, đó là một cái điểm thoát, nghĩa là phải thoát khỏi cái sự chế độ cộng sản và từ bỏ cái Đảng Cộng sản là ở Hà Nội để có những cái quyết định để mà đi về phía như chúng ta nói là thực sự với dân tộc. Dạ, vâng. Tức là đừng có làm những chuyện phi dân tộc hoặc chọn con đường độc tài là phi dân tộc mà đi nữa, chọn đường về với dân tộc đúng hơn. Dạ vâng, như anh trình bày đó thì ở Hà Nội cách đây vào tuần trước đó đã có một cái buổi họp do nhà xuất bản Tri Thức họ đưa ra một cái đề tài là làm sao để thoát Trung, tức là thoát khỏi sự bằng Trung Cộng. Thì thật sự ra những người tham dự trong đó thì họ đã đưa ra quan điểm như tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông ta nói rằng muốn thoát Trung thì phải thoát khỏi cái toàn trị trước, tức là phải thoát khỏi anh cộng sản Việt Nam trước rồi mới giải quyết anh cộng sản. Và đó là cái mà cộng đồng người Việt chúng ta mong muốn, là trước khi anh muốn đánh anh Trung Cộng thì anh phải giải quyết cái anh, nghĩa là trước khi anh đánh cái tên cướp nước đó thì anh phải giải quyết cái tên bán nước trước. Vâng. Đâu, cả hai thằng cướp thằng bán. Vâng. Yeah. Thì anh phải giải quyết thằng bán trước rồi anh mới giải quyết thằng viên cướp được thì mới có giải quyết. Cho nên cái tình trạng chúng ta thấy là về mặt chiến lược đó, chắc anh cũng là một sĩ quan trong quân đội Hoa Kỳ thì anh cũng đồng ý rằng là Việt Nam mình có tới 2.500 cây số bờ biển. Lẽ ra cái chiến lược quan trọng nhất là phải là cái vấn đề hải quân, đúng không ạ? Vâng. Chúng ta thấy là ở Anh Quốc á, ở thế kỷ thứ 7 nhờ cái đội hải quân của họ mà họ chiếm lĩnh toàn thế giới. Đúng như vậy. Rồi sau đó rồi cái từ đó mới chuyển qua cái đến Hoa Kỳ, cái đội hải quân của họ đi khắp nơi thế giới, di động khắp nơi thế giới. Chính vì nó mới làm chủ được bá chủ thế giới. Cho nên cái quan trọng nhất là anh có hải quân mạnh thì anh làm chủ được thế giới. Cộng sản Việt Nam kiểm soát được nguyên vùng biển sau khi cưỡng chiếm Việt Nam, nhưng mà không hề bỏ ra một đồng xu nào, mà nếu có thì bị tham nhũng nó ăn hết để mà tìm cách để giải quyết, nghĩa là kiểm soát vùng biển của mình. Chúng ta nhìn có những nước nhỏ kế chúng ta, phía nam chúng ta như là Singapore, yeah. Một cái quốc gia rất là nhỏ bé, yeah. Họ có những đầu tư rất có là 5 triệu người thôi. Mà yeah. những trong vấn đề hải quân họ có những đầu tư rất là lớn, có thể nói những hải quân mạnh, có những cái khu trục hạm hoặc là những chiến thuyền có thể có tầm cỡ cũng như tàu ngầm, mà so với cái ngân khách có khả năng và có thể bảo vệ được cho họ và đưa tới sự an ninh cho vùng của họ. Trong khi Việt Nam có một cái diện tích lớn như vậy và không có những cái đầu tư về quân sự đúng mức để đưa tới tình trạng hôm nay. Vâng. Cho tới giờ này chúng ta cũng không biết chính sách mấy ông nói thế nào, vẫn những cái tàu vẫn còn nằm trong bến, không dám nói đúng là không, không biết có bao nhiêu. Không có bao nhiêu, có mua được 2 chiếc tàu ngầm kilo mà giờ không có thấy nó lặn ở đâu, có lặn được hay không thì chúng ta không rõ. Đúng, chúng ta cũng không muốn tìm hiểu sự thật đó. Có những trường hợp mà phụ phàng như những chuyện xây dựng đường xá để cuối cùng phanh phui là những cái sự rút móc vòng tỉa trong đó, những cái đường nó lún bao nhiêu tỷ đồng, nghìn tỷ đồng để rồi mới xây có một tuần là nó bị lún, hoặc là những dự án trước chúng ta thấy là nào là đắp đê bờ vân vân, là nào trong cốt loại là tre và bùn thế cho xi măng rất là nhiều những tình trạng như vậy. Và tôi không biết là đôi lúc mấy ông này bỏ số tiền bao nhiêu rất là lớn để mua những tàu ngầm, không biết là mua tàu đúng mức, đúng cái sự diễn tả, hay là cũng là chỉ mua những cái vỏ hoặc là những cái model cũ, hoặc là phải bị chấm mút để rồi để khi lâm trận thật sự là chúng ta có cái gì cũng có cả, nhưng mà là toàn đồ dỗ, đồ reset. Vâng. Thì chúng ta thấy rằng là phía bên Cộng sản Việt Nam bây giờ lý do mà họ không nhúng kích được là bởi vì cái nền kinh tế của Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn lệ thuộc vào trong cái nền kinh tế của Trung Cộng. Bằng cớ là mới đây thì một số báo lệ phải trong nước, chẳng hạn như thì hắn có cái tờ VN Express đã đăng lại một số các trang tin cho rằng là 10 dự án lớn nhất của nhà thầu Trung Quốc tại Việt Nam.
đặc biệt là những cái dự án mà về năng lượng hoặc là dầu khí, những rất quan trọng trong cái vấn đề vận hành một nền kinh tế. Và thì nằm trong tay có thể nói là chìa khóa tắt mở của anh Trung Cộng. Của anh Trung Cộng, cái hình kế tiếp, thưa anh Tuấn và thưa quý nhà, cái hình kế tiếp thì cũng là nhà cũng tờ đăng trên tờ VN Express cho thấy là người Trung Quốc nắm nhiều dự án và 10 dự án lớn là đều nằm trong tay của người Trung Quốc, của người Trung Quốc. Như anh vừa trình bày đó thì tức là tất cả những cái sự kiện đó là nó đưa đến là người Trung Quốc là nắm ngay chìa khóa kinh tế, nắm ngay cái hầu bao của anh luôn. Vâng, và cả những cái vấn đề chiến lược khi chúng ta nói trong vấn đề như chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đã gần như là không còn làm chủ được tình hình ở cao nguyên. Với những sự xâm nhập cho tới ngoài biển thì khỏi nói rồi. Thành ra ở trong thế chúng ta gồng kèm, vừa chúng ta bị yếu về trong cái điểm về chiến lược, nếu có lợi, và cả trong chiến thuật. Và chúng ta thấy nói rằng là họ đã nắm được cái những cái trọng điểm, cái yếu huyệt của chúng ta. Và điều khiển hầu như là có thể nói là chúng ta bị đánh trên, có người dí dao vào cổ rồi, tức là không có cửa quậy gì. Không cửa quậy được. Trở lại với vấn đề cái nền kinh tế của Việt Nam, thưa anh Tuấn và thưa quý nhà, thì báo VN Express ở trong nước cũng vừa mới đưa một bản tin cho biết là hiện nay đó tình hình kinh tế rất là tồi tệ, đã có thêm 60, theo cái bản tờ báo này thì có 6.700 doanh nghiệp đã phải giải thể ngừng hoạt động trong cái thời gian trong là mới cái tháng 5 thôi mà chúng ta đã thấy tình trạng bê bối như thế. Còn và cái hình kế tiếp thì cũng tờ báo trong nước cho biết là bây giờ đó ở Sài Gòn đó là mang tên thành phố Hồ Chí Minh này đang muốn vay 1.2 tỷ mỹ kim để phát triển hạ tầng. Như anh vừa trình bày đó, thưa anh Tuấn và thưa quý khán giả, Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng đi mượn tiền để mà xây dựng cái này, xây dựng cái kia. Nhưng mà thực chất ra cái chất lượng sau khi mà mang tiền về để mà hoàn thành một cái dự án nào đó thì chất lượng như thế nào? Cái hình kế tiếp chúng ta thấy đây nè, Bộ Giao thông họp khẩn về chất lượng đường số 18. Cái đường số 18 này nó vừa mới xây xong, sử dụng được một tuần là xe chạy qua là lúng rồi. Rồi, đường nứt là dài hoặc là đây quốc lộ nè, 2.800 tỷ đồng vừa khánh thành đã lún và nứt. Thì khi đặt ra câu hỏi ông bộ trưởng là bộ trưởng giao thông ông Đinh La Thăng, ông hỏi lý do tại sao như thế thì các ông xây dựng thì ông bảo rằng là tại vì thời tiết, thời tiết với hai là xe nặng quá tải chạy ngang nên nó lún. Thì ông đơn giản thôi, trong nghề ai mà nghề xây dựng hoặc là anh Tường Thắng là kỹ sư, chúng ta biết khi mà chúng ta có một cái đường hoặc là chúng ta xây nền nhà mà chúng ta không đủ bê tông, không đủ cái độ dày hoặc là những vật liệu chúng ta xài không có đúng lượng xi măng thì chắc chắn khi có sự tham nhũng và sự chia chác, nó thay vì đúc một cái dày như thế này mà còn một nửa thì chắc sức nó yếu đi. Hoặc xi măng, cái lượng xi măng bê tông có chắc chừng này mà anh xài ít hơn một nửa thì chắc chắn nó sẽ bị vấn đề. Thành đó là chuyện hiển nhiên thôi. Chúng ta không ngạc nhiên, cứ mỗi lần bất cứ dự án càng lớn thì càng có sau rất là rồi phát hiện ra những cái chúng ta thấy rất là đơn giản, là đến nỗi có những cái cốt lõi bằng tre trong đó hoặc là chúng ta đã nghe nhiều rồi. Thành ra cái vấn đề nó là một cái hệ thống chế độ nó hư từ trong ra ngoài. Thành ra nếu không có sự minh bạch trong tất vấn đề từ vấn đề quản trị cho tới thì dù Việt Nam có đầu tư bao nhiêu nữa thì cuối cùng vẫn là như là con gà què đó. Nó không có thể vươn lên được nếu mà có những người trong quần máy lãnh đạo vẫn không có hệ thống minh bạch để điều hành quốc gia và không có cái lòng thực sự để mà đúng nghĩa như chúng ta nói là phục vụ cho dân. Thì kinh tế Việt Nam cũng trở, chúng ta thấy là theo cái bộ kế hoạch đầu tư đó, trong cái tháng 5 rồi cái số lượng mà doanh nghiệp đăng ký đó, nó cũng sút giảm so với tháng trước. Thì chúng ta càng ngày cái báo những cái báo về kinh tế Việt Nam chúng ta thấy càng sự sút giảm cũng như là chúng ta thấy những cái vỡ nợ nó càng tăng. Thành ra đó là một cái những chỉ số cho thấy là cái sự điều hành nền kinh tế nó không có quản trị hữu hiệu với những người mà có thể nói là một là không có khả năng. Tại vì người Việt Nam không có kém thông minh. Như chúng ta thấy người Việt Nam có những người tài giỏi, nhưng mà họ cũng có những người mà thực sự có khả năng tài giỏi không có cái cơ hội để điều hành cái quần máy. Phần lớn những người điều hành quần máy là của có tuổi đảng cao, có những thế lực phe phái. Thành ra thì Việt Nam sẽ chắc chắn con số, chúng ta thấy sự thật hiện nhiên là sẽ không có khá được. Trong cái để đối phó những tình trạng mà suy thoái kinh tế hoặc là những sự tham nhũng như vậy, nó cứ chồng chéo lên nhau, nó càng làm cho Việt Nam càng lún sâu vào trong cái tình trạng như cái nguy hiểm đó, thưa anh Tuấn và thưa quý giả, là như thế này. Cộng sản Việt Nam tiếp tục thì cứ đi mượn nợ,
Vâng. Rồi nhưng và cái nợ mà không đó không có khả năng tạo ra công ăn việc làm dạ, không, để không mà, tạo mà, không có năng tạo không là giờ cái nợ đó đó thì đẩy cho người dân phải trả. Và mấy ảnh thì rút ruột công trình bằng cái xi măng cốt tre và tiền anh bỏ túi, nhưng mà dân thì phải trách nhiệm. Bây giờ chúng ta đã nhiều lần nói trên đài rằng là cái tỷ lệ nợ của người Việt Nam hiện tại, mỗi một người Việt Nam bây giờ phải gánh là $900 nợ. Mỗi người một Việt Nam giờ phải trả nợ là $900. Một số $900 rất là lớn. Rất là lớn. Rất là, đôi so với mức rất thu nhập của bên dạ, vâng. Việt Nam. Thế thì cái vấn đề đặt ra là tất cả đó là cái hệ lụy nó xảy ra là cái người Việt Nam phải gánh. Chính vì vậy mà nó cần phải có một cái mà phía bên người Mỹ họ dùng danh từ là political accountability. Tức là anh phải có trách nhiệm và chính trị về cái hành động làm của anh. Ngày nào mà người dân không có cái quyền đó thì người dân phải chấp, thì ngày đó người dân phải cái tiếp tục phải, nghĩa là cái cổ phải mang thêm chồng chất nợ nần do phía tên những tên cộng sản Việt Nam cầm đầu bây giờ đi mượn nợ để đưa lên đầu người dân Việt Nam. Trách nhiệm không chịu trách nhiệm và phải có liêm sĩ. Dạ vâng. Như chúng ta thấy khi mà những nước mà những người thủ tướng hay đứng đầu một nguyên thủ họ không làm được công chuyện họ từ chức rút lui. Dạ. Trong khi Việt Nam chúng ta trải có bao nhiêu chuyện đồng chí X vẫn bình yên như vậy và vẫn tiếp tục nắm quyền hành và điều khiển. Vâng, thì đó là cái chuyện đáng buồn. Vâng, thì bây giờ chúng ta trở lại từ một cái tin khác thưa anh Tuấn và quý nhà, đó là cái chuyện ông Tổng thống Obama đi qua bên dự cái hội nghị thượng đỉnh G7. Đáng lẽ trước kia là J8 nhưng mà không có anh Nga thì còn bị anh Nga bị đá ra rồi. Vâng. Thì vậy còn cái G7. Đó là một hình phạt cho anh ông Putin và nước Nga. Dạ vâng. Thì trong chuyến đi này thì chúng ta biết rằng là tất cả các thành viên của nhóm G7 đã nhắn nhủ một cái thông điệp cho ông Putin rằng là nếu ông không chấp nhận cái việc mà chính quyền của Ukraine, đặc biệt là ông tổng thống vừa mới được đắc cử đó, tức là ông Poroshenko. Dạ, Poroshenko đó, thì coi như là sẽ bị, coi như là phía bên G7 sẽ gia tăng cái sự phong tỏa kinh tế nặng nề hơn đối với ông Putin. Thì đó là cái quan trọng nhất. Nhưng mà cũng qua cái chuyến đi này thưa anh Tuấn và thưa quý nhà, thì chúng ta thấy rằng là cái sự kiện ông Putin ổng sáp nhập cái Crimea vào đó, nếu chúng ta nhìn xa thì đây là một cái sự thất bại về chiến lược của ông Putin nhiều hơn là một sự thành công của nước Nga hoặc của ông Putin. Lý do là bởi vì khi mà anh đặt Crimea vào trong quỹ đạo của Nga đó, là anh đẩy Ukraine đi về phía đồng minh, bằng cớ là ông Poroshenko bây giờ đã lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ phải huấn luyện quân đội cho ông ta, huấn luyện lực lượng an ninh và cảnh sát và cũng như giúp đỡ về vấn đề. Từ cái sự kiện Crimea chúng ta thấy rằng là Liên Xô thực sự gần như là đẩy Ukraine về phía Tây Phương. Và lần này anh như chúng ta thấy nước Hoa Kỳ có chính danh ngôn thuận để vào Ukraine giúp đỡ Ukraine. Vâng. Yeah. Và chúng ta thấy là họ đi vào bằng con đường chính danh, được mời đến và giống như để vào để trang bị khí cụ, quân cụ vân vân, cũng như giúp huấn luyện cảnh sát. Thì chúng ta thấy đó là một cái sự trong chiến lược ngoại giao, cũng như là cái nước cờ đó ông Putin ông đi vì tham vọng và những cái chúng ta thấy đi nó nếu mà nói về phương diện chiến lược là một sai lầm. Dạ, cũng như Trần Thắng cũng có cái hình họ sẽ gần như có thể nói là tương lai họ làm mất hẳn Ukraine. Dạ. Yeah. Chẳng hạn như Trần Thắng có cái hình ở đây lấy từ trên trang web của White House, là hình ông Tổng thống Obama đang tiếp chuyện với ông Poroshenko, tức là coi như tân tổng thống của Ukraine trong cái chuyến đi vừa qua. Cho nên chúng ta thấy rằng là đây là một chuyến đi tương đối là khá thành công của tổng thống Obama. Thì chúng ta trở lại cái phần tin tức của Hoa Kỳ một chút, thưa anh Tuấn và thưa quý khán giả. Thì trong tuần lễ vừa qua đó, Hoa Kỳ có một cái sự kiện liên quan về cái người trung sĩ tên là Bowie. Anh chàng này là cái người lính này, sự thật như thế nào thì mình không rõ, nhưng mà phía tổng thống Obama, ông ta tổng thống đã phải trao đổi 5 người tù Taliban Guantanamo Bay Taliban ở trại giam Guantanamo Bay để mà đổi lại một tù nhân Hoa Kỳ là anh Bowie này. Nhưng mà bây giờ nó đưa đến một cái sự kiện, đó là Tổng thống Obama bị rắc rối là cái việc là ông ta đã không có thông báo cho Quốc hội 30 ngày trước, rồi theo luật định, trước khi mà đưa anh này về. Rồi bây giờ là có những nguồn tin là anh này đã đào ngũ,
Vâng. Thì tức anh là nói một... là tức là không đáng để đội một cái anh gọi là đầu ngũ không? Yeah, yeah. Mà trong khi nếu năm một tên tù mà nếu nói về bên khủng bố hay là bên phía Taliban rất là quan trọng đúng không? Yeah. Tức là năm đội một nếu mà người lính đó người xứng đáng, một người công dân, một người lính gương mẫu và anh dũng thì nó khác đúng không? Yeah, vâng. Dù có đội xin lỗi 20 người Taliban sao, nhưng mà cái vấn đề đặt ra nữa là thứ nhất là đúng về vấn đề với quốc hội, yeah, thì không có sự thông báo, cũng như đối với vấn đề mà trên danh nghĩa mà nói đó, tức đội một anh lính đầu ngũ, yeah, chúng ta không biết thực hư như nào, nhưng mà thực sự đó là không có tương xứng. Nhưng mà tại sao ông, những gì đã khiến cho ông Obama làm như vậy? Vâng, yeah. Theo như anh Đường Thắng có nhận xét gì? Rất vẫn nghĩ rằng là cái, tại vì anh là anh trong quân đội của Hoa Kỳ, anh là sĩ quan của Hoa Kỳ trước kia, thì anh có thể anh nắm rõ cái vấn đề này hơn là Đường Thắng, là bởi vì theo ông Obama đó, thì ông bảo là không cần biết anh ta đào ngũ hay không đào ngũ, hoặc là cái trường hợp của anh ta như thế nào. Nhưng mà cái chủ trương của Hoa Kỳ, của quân đội Hoa Kỳ là không bỏ lại bất cứ một người binh sĩ nào. Nói về khía cạnh nhân bản và nói về một người commander in chief, tức là luôn luôn bảo vệ những người lính của mình, dù có phải đội bao nhiêu bên kia, chuyện hàng hồi phân giải, nhưng ít nhất chúng ta lấy lại người chiến sĩ của bên chiến binh mình về trước. Vâng. Thì đó là một cái, có thể nói một, có một cái một khía cạnh nào đó có một cái tác dụng tích cực trong đó. Dạ vâng. Thì thật sự về mặt coi như là để mà trong cái cuộc tranh cử này thì Trần Thắng không nghĩ rằng là đó là một cái đòn chơi để mà tìm cách để mà kiếm được phiếu trong cái cuộc tranh cử giữa mùa của năm 2014. Hay là đó một cái dấu hiệu thông điệp cho Obama là ông bắt đầu chuẩn bị cho sự rút quân ra khỏi Afghanistan. Dạ vâng. Dạ vâng. Có thể là không muốn có những cái sự căng thẳng cũng như đối đầu, hoặc là bên kia tạo thêm căng thẳng để gọi là cho tình hình nó dịu đi. Dạ và vâng. Và có thể nói để cho chuyện rút quân từ từ nó được thực hiện đúng theo như chỉ tiêu của ông, có thể nói là 2016. Dạ vâng, thì theo như cái bản theo như cái bài diễn văn của Tổng thống Obama đọc tại West Point á, thì coi như quân đội Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ ra khỏi Afghanistan vào năm 2016. Thì như anh trình bày thì có thể đây là một cái thông điệp là ông ta muốn chấm dứt cái sự tham dự của Hoa Kỳ ở tại đây. Và cũng qua cái vụ này cũng có nghĩa là Hoa Kỳ cũng muốn nhắn nhủ với cái nhóm Taliban là nếu mấy anh mua có một giải pháp chính trị cùng với lại cái chính quyền đương thời tại Afghanistan qua cái sự ủng hộ của tôi thì đây là lúc cần làm việc với nhau. Thì có thể Thắng nghĩ rằng là cái thông điệp đó là cái đối thoại của một hình thức đó là thiện chí ha. Dạ. Là tôi sẵn sàng thả năm anh của anh để lấy một anh của tôi. Tức là tôi chịu lỗi chút xíu, nhưng mà dạ đó vâng. Là thiện chí, không muốn tạo căng thẳng nữa. Và dạ vâng. Lẽ nhiên khi mà hồi nào mình lẽ nhiên có sự còn vẫn còn giam giữ tù binh thì nó càng có cớ cho bên kia họ càng có một sự gọi là thù nghịch hay thù hằn dạ với vâng. phía dạ Hoa vâng. Kỳ. Dạ thành vâng. ra đó tôi nghĩ đó trong vấn đề mà trong khía cạnh vấn đề mà ngoại giao và chính trị nó cũng có những cái chỉ dấu cho thấy đó là vấn đề tích cực của ông Obama, và tôi nghĩ dạ là họ cũng được ông có thể đã cân nhắc kỹ chuyện đó để dạ làm vâng. chuyện trước khi có sự trao đổi đó. Dạ vâng. Dạ vâng. Rất tiếc vì thời gian không có nhiều nên hôm nay luật sư Anh Tuấn và Trần Thắng xin cảm ơn quý khán giả và hẹn quý khán giả vào tuần sau cũng như này trên đài truyền hình SBTN. Vâng, xin kính chào quý vị.